rồi đấy, từ từ tí nữa bố hỏi này. Thế Bi đi học Bi có khóc không nhỉ? Khóc. Ờ không khóc, vì sao? Thương lắm. À vì cô giáo thương lắm rồi có nhiều gì? Rồi nhiều gì nữa? Xe đó, bạn Bi rất là thích chơi xe cho nên là bạn Bi không có khóc luôn. Cho nên là các bạn đi học là chúng ta không khóc nha. Còn bạn Bi nhảy lăng xăng kìa, như con lăng quăng vậy đó. Trời ơi, bạn Bi nhảy gì vậy? Chào té luôn nha. Gớm thật đó, gớm. Bạn Bi ơi, bạn Bi có thể giới thiệu các trò chơi nữa này. Bạn Bi, đây là trò gì? Vương ngựa này bạn Bi ơi. Bạn Bi có thể lên không? Bạn Bi lên đua ngựa cho các bạn coi nào. Lên đua ngựa này. Đúng rồi, lên xe. Rồi, chúng ta đi nha. 1, 2, 3. Đua ngựa thích nhờ. Ừ, bạn Bi muốn dừng, bạn Bi chỉ cần dừng chân này thôi. Đó. Đó. Rồi, bạn Bi xuống hả? Rồi, bạn Bi chơi trò gì? À, có trò này nữa nè. Trò này ngồi ghế này. Không, bên này là bạn Bi. Cái này này, ngồi ghế màu vàng đi, bạn Bi ngồi ghế màu vàng đi. Rồi, bạn Bi xoay, xoay vòng luôn. Cái đấy bên đấy ướt rồi, mình không có chơi, mình chơi cái nào khô thôi. Chúng ta đến trường có rất là nhiều trò chơi vui nhờ, chúng ta được học những điều mới nè, nhờ. Không gì? À, bạn Bi trèo lên được không? Trèo lên được không? Có trèo lên được không? Bạn Bi thử trèo lên coi. Nào Bi, lăng xăng kìa. Nào, lại lên ngồi đây với bố không? Lên ngồi này với bố không? Con ngồi bên nào? Con ngồi bên này. 1, 2. Cái gì? Cái này là xích đu. Ghế xích đu. Đó. Thích không? Wow, bạn Bi khỏe lắm á. Thích không? Thích nhà. Ngồi tựa lưng vô. Đã nha. Giờ này thì các bạn mới bắt đầu đến lớp này bạn Bi ơi. Bạn Bi đến sớm như thế này bạn Bi được đi chơi xung quanh sân trường. Một lúc rồi xong đấy bạn Bi cũng sẽ vào lớp học bài nha. À hôm nay bạn Bi có học tiếng Anh không? Teacher đâu? À teacher tí nữa mới đến. Rồi bây giờ chơi trò khác không? Chơi trò khác không? Rồi ngồi ghế này không? Ngồi đu quay không? Ngồi lên ghế này màu đen. Đúng rồi. Ngồi lên. Ôi chơi, sao không ngồi được hả? Bạn Bi ngồi ghế đi, ngồi lên ghế đi. Nào bạn Bi ngồi lên. Để dập mặt luôn. Đấy,
À là ông bắt bạn đi lại. Bạn đi chạy chạy lăng xăng vậy đó. Bạn đi đâu rồi? Bạn đi đâu? À! Peek-a-boo! I see you! Đâu rồi? Bạn đi đâu rồi? I see you! Bị tuột xuống nè. Dạ tí nữa con vô. Không ngồi lên cao đây đâu được con. Không? Ôi trời, rơi dép luôn. Rồi rơi dép luôn này các em ơi. Gớm chưa? Hai cái dép luôn, hai chiếc dép luôn. Thôi xuống lấy dép để đi vào lớp nào.